thì cũng thay mặt các cháu ở điểm trường Mã Lý Sán và bản Giang này cảm ơn anh. Thứ nhất là chị Ngọc ạ. Vâng, chị Ngọc. Đấy, chị Ngọc đã rất là quan tâm đến các cháu, đã hỗ trợ cho các cháu những cái suất quà rất là ý nghĩa. Vì đối với trẻ vùng cao là nhận được cái quà này nó rất là thích. Đấy, và phụ huynh cũng vậy. Và cũng thay mặt điểm trường đã cảm ơn cháu. Bản thân cháu là người đã liên hệ được với chị ấy để có những cái suất quà như vậy. Rất là cảm ơn chị Ngọc với cháu nhé. Dạ vâng, cháu chúc sức khỏe cô nhé. Chúc sức khỏe cô. Cảm ơn cháu nhé. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ngày hôm nay thì cháu được phải tạm gác lại cái công việc mà lên trên nhà của ông Sò đó cô bác ạ. Và hôm nay cháu được có nhận được một cái khoản của chị Ngọc ở bên Úc gửi tới cho những bạn học sinh ở trên vùng cao. Và đến ngày hôm nay thì cháu Lực cũng đã liên hệ được với lại cô giáo rồi. Và hôm nay cháu Lực sẽ đi vào là trao hai cái điểm trường là 56 phần quà. Và mỗi suất phần quà thì trị giá là hơn là gần là 300 ngàn cô bác ạ. Và hiện tại thì cháu Lực đang ở quán tạp hóa thì bây giờ cháu Lực sẽ lấy đồ ra đã. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã mua hết rồi. Chị mua đây, hôm qua đồ em mua là ở đâu? Có cái phiếu kia đâu? Cho em mượn đi. Anh Khương ơi, bây giờ anh hộ em BB mấy cái này ra ngoài nhá. Còn có cả mì tôm nữa. Vừa rồi thì các cô thì cũng đã like một số đồ đi hết rồi cô bác ạ. Anh cũng rất là mong là những quán tạp hóa ở trên xã thì sẽ không có những cái phiếu những cái phiếu mà nhập hàng hay là xuất hàng ra cả cô bác ạ. Và ở đây thì cháu Lực có nhận được là của chị Ngọc là 16.700.000 là 70 ngàn. Và trong đó thì chị có bảo là cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 700 ngàn. Còn là 16 triệu thì sẽ chi ra là mua quà để cho gửi cho các bạn nhỏ. Cũng như là cái phần này là chị Ngọc là sẽ dành phần thưởng tới cho các bạn ở trên vùng cao của bác. Ở đây thì cháu Lực gồm là mua mì tôm này 56 này, nhân với 85 là 4.700.000 là 60.000. Và dầu ăn thì 56 chai nhân với lại 30 thì là bằng 1.680.000. Và mì chính thì mua 56 nhân 20 thì là 1.120.000. Và mua cọ may là 56 nhân với lại 10 thì bằng 560.000. Mua dầu rửa bát là 56 nhân 25 thì bằng 2.240.000. Mua một cân túi bóng nữa là 35.000. Và cháu Lực cái khoản mà còn dư là ở đây thì chị có giảm cho cháu Lực là 200.000 thì cháu Lực mua được bánh kẹo là 1.700.000 là 70.000 cô bác nhá. Còn mua gạo nữa cô bác. Mua gạo thì là mua 2 tạ 8 thì là mỗi bạn sẽ được là 5 cân. Thì sẽ tương đương và là 56 bạn sẽ được là 2 tạ 8 cô bác nhá. Hôm nay thì sẽ có thêm là một số bạn nữa là đồng hành cùng cháu Lực của bác ạ. Và hiện tại thì có thêm là một anh nữa đang ở dưới điểm trường thì có thể là một tí nữa cháu Lực sẽ cùng với lại bạn Bình là thợ cắt tóc và thêm là một anh nữa ở dưới kia để mà cắt tóc không đồng cho các bạn nhỏ trên vùng cao là cuối năm đấy cô bác. Cái hộp này có phải không chị Mui ơi? Hôm nay có phải không? À. Gạo đâu nhỉ? Gạo là ở bên kia anh. Đây phải ạ. À? Không phải đâu. Con lợn này. Bình ơi, xe bạn để được mì tôm vào không? Có. Bạn này lấy xe ra cho mà cho mì tôm vào cho mà bao nhiêu thì tí chắc là chở xe máy sang lai lai xe máy sau đâu. Này, để tôi dắt hai máy xe ra ngoài. Thưa các bác, ở lần trước thì cũng được là
Vâng, thưa các bác, lần trước thì cũng được là chị Ngọc là đồng hành cùng cháu Lực để mà đi phát là 30 suất phần quà ở trong điểm. Và hôm nay thì tiếp tục lại được chị Ngọc thêm với cháu Lực là 16 triệu nữa để mà đi phát vào những cái bạn nhỏ coi như là cuối năm luôn các bác. Gạo thì vừa rồi là có một số bạn là sẽ lái đi trước rồi các bác. Ở đây thì cháu Lực sẽ chở bằng hoàn toàn là xe máy hết các bác nhé. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Ngọc và gia đình. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy cảm ơn chị trong thời gian qua đã luôn tin tưởng bản em để mà đồng hành cùng bản em thêm một chương trình nữa. Thì rất là mong trong thời gian tới thì sẽ nhận được thêm những cái chương trình từ chị để mà đi gửi cho những hoàn cảnh hay là những cái hộ dân bản hay là những cái bạn nhỏ mà còn khó khăn. Cái bình thì lặn lội từ rất là xa xôi của bác ạ, lên với cháu Lực để mà đồng hành cùng cháu Lực về cái chuyến mà cắt tóc không đồng này nữa. Quay đầu bác đi đường này. Thế bạn đi đường nào nữa mà? Đi đường này à? Xe kia lọt không? Hầu như là những cái đồ mà cháu Lực mua đấy cô bác thì đối với lại bà con ở trên vùng cao thì sẽ rất là thích thực rồi. Ở đây thì thực sự ra chị Ngọc cũng có nói với cháu Lực rằng là đôi khi nếu mà cháu Lực đi làm đi chở đồ này cô bác này thì cảm thấy là vất vả quá thì gửi tiền mặt đấy. Gửi tiền mặt cháu Lực không thực sự ra nhìn nó không được ý nghĩa, cho nên là cháu Lực là quyết định là sẽ mua quà. Ở đây thì thứ nhất là gồm sẽ có mì chính này, dầu ăn này, mọi cái luôn, nó như là sẽ để cho gia đình là phục vụ sinh hoạt là độ tầm được một tháng của bác. Chắc là để trong cái hàng sau kia đó nhỉ? Để ở dưới luôn. Chắc là được mấy thùng mì tôm này hết rồi nhỉ? Đây được rồi, không đi xe máy thôi, để chở đồ nữa. Hết mì tôm chưa? Hết luôn rồi, gì nữa? Hết rồi, còn chín gạo nơi kia thôi. Ôi, liệu được hết không? Được. Nhưng mà tí xe bình bẩn hết đấy. Chiều em lai đi một bao gì nhá. Đây, cứ đặt lên xe máy. Wow. 50 cân đấy, bục đó. Bao nhỉ mà, trừ cũng bao đấy. Để ăn trước. Chưa báo. Thế là ô thế em chở ra. Mà ra con ra lên. Bà yên nữa.
Đây chứ, bác Năm. Em chở hai bao. Hai bao nữa. Đây Năm ơi, bạn hộ tôi khách nhé. Đây. Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì là cháu Lực cùng đá cùng mấy anh em trong team là di chuyển ra đến cái điểm trường rồi. Hôm nay thì thật sự ra lúc đầu thì định là đi hai điểm trường các bác. Đấy, nhưng mà sau khi trong đó thì được là các cô giáo là hỗ trợ thì là cháu Lực sẽ đi vào một điểm thôi. Còn vào đây gặp các cô một chút. Cô đang thấy rau hả cô? Chào cô nhá. Đấy, bây giờ thì các phụ huynh là đang cũng đang ở trong điểm trường này rồi cô bác ạ. Ô, mấy bạn này xinh gái đấy nhờ. Ôi thằng này bố đâu? Mấy bạn này xinh gái nhỉ? Đây là điểm trường gì? Hả? Đây là điểm trường gì cô? Mấy bạn nhỏ này điểm trường gì? Điểm trường Mai Lý Sán luôn à? Đây, các bạn nhỏ mặc đồng phục và rất là đẹp cô bác ạ. Cô ạ? À? Ở trong này thì bây giờ thì các cô ạ? Hiện tại thì các cô là đang ở trong phòng là đang ở trong kia là hoàn thiện thêm là một số công việc mà sáng nay các cô xuống đó. Để một tí nữa các cô sẽ hỗ trợ cháu Lực là trao quà cô bác. Chắc là lấy đồ ra thôi nhỉ bạn nhỉ? Không biết là nên để đồ ở đâu. Hỏi các cô. Cô ơi, để đồ ở đâu được cô nhỉ? Đồ ấy? Vâng, hay là để đây à? Xếp đây chúng ta cho bọn rồi nhỉ? Dạ. Không, cháu để dưới đây nhá. Cháu xếp đấy luôn nhá. À. Hôm nay thì có thêm là một số bạn là đồng hành cùng cháu Lực với cô bác ạ. Thứ nhất thì các bạn là một tí nữa sẽ cắt tóc cho mấy bạn nhỏ mà bạn nào mà không có ở nhà là không có tăng đơn đấy cô bác. Hôm nay thì Bình với lại anh Sướng là lặn lội rất là xa đấy cô bác, từ dưới huyện lên để hỗ trợ cháu Lực là cái công việc mà cắt tóc cho các bạn nhỏ trên vùng cao. Dạ cô. Tên điểm trường không? Dạ. Điểm trường thì xếp ra đây, còn nếu không thì để đây cũng được. Để đây cho nó rộng rãi cô nhỉ. Cái kia thì xếp ra hành lang kia xong là có thể xếp chồng lên, xong nếu mà tí chụp ảnh lên điểm trường hay là gì không? Vâng, nhưng bây giờ cháu được lấy ra rồi. Vâng. Vâng. Hôm nay thì đáng nghe ra là vừa rồi cháu được nói đấy cô bác ạ, là đi hai điểm trường đấy cô bác. Đấy, nhưng mà được các cô giáo là hỗ trợ là gọi phụ huynh ra thì sẽ tập kết lại ở một cái điểm trường thôi. Hôm nay cháu được sẽ trao là ở điểm trường bên thứ nhất là bên Mai Lý Sán này, và thứ hai thì bên Bản Rang của bác ạ. Hết rồi chứ bạn nhỉ? Đây tôi qua bây giờ thì là mấy anh em đang hỗ trợ cháu Lực là chia một chút. Còn ra phía bên kia thì các cô giáo là chưa hoàn thiện xong cái công việc cả. Cái công việc của các cô cho nên là các cô vẫn chưa thể hội cháu Lực được một tí gì cô. Các cô sẽ hội cháu Lực là sau. Bạn nhỏ này ô sướng không? Hả? Ô sướng không? Đó à. Sướng này thì sẽ mỗi bạn là sẽ được một lọ nữa. Này cháu xin. Đây bạn nhỏ ra đây. Ra đây. Túi nào đầy đủ. Bạn nào này sướng. Bạn kia ra đây. Bạn này à? Có cắt tóc không? Hả? À? Sợ không cắt á? Đây. Rồi, nào, bạn nhỏ kia đây. Đây, mỗi bạn sẽ được thêm một lọ sứa đúng không bác? Đây, đây. Rồi. Bạn lấy thẻ không? Hả? Đây, đây. Hãy ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Có lấy sứa không? Nhìn trông rất là ngang đúng không bác ạ? Có lấy sứa không? Hả? Có à? Có à? Rồi, đây. Đấy. Mỗi bạn sẽ được một thêm một lọ này. Ừ. Đây có cả thẻ bài nữa. Bạn này chưa được đúng không? Hả? À, bạn này chưa được đúng không? Đây. Không à? Hay em à? Ừ, bạn này yếu nè. Không, lá này. Nói thêm là. Đây là nước mi. Mẹ mới đấy. Hả? Mẹ đâu? Hả? Mẹ đâu? Mẹ ở nhà thì cùng ai ra đây? Hả? Cùng ai ra đây? Bạn này là nhỏ hơn cô bác, ngồi rất là ngoan này. Đây, chú cho này. Mấy bạn này chưa được đúng không? Có sứa chưa? Được chưa? Chưa được à?
Đây chú cho cái thẻ này. Nha. Đây, còn bạn nào chưa được? Có những bạn thì bố mẹ là không có ở nhà các bác ạ. Đây, mắt này, áo hơn này, áo hơn này. Gặp một cái bạn nhỏ mà rất là tội của bác ạ. Hãy nào giống nhìn á. Bạn này là bị một bên tai này là bị mất này của bác này. Bảo là bây giờ nói nhỏ quá là không nghe thấy đâu. Phải nói to. Thế còn thù thế nào? Thế này thế nào? Hả? Thế còn thù thế nào? Bạn này là có vẻ như là bị hầu như là bị biệt lập rồi của bác này. Thấy bạn là chơi từ nãy đến giờ là chơi của mình thôi. Không biết là bố mẹ hôm nay bố mẹ của bạn ấy có đi không? Bây giờ phía bên kia thì bây giờ là các bạn, các anh của cháu Lực đang hộ là mấy bạn nhỏ sẽ cắt tóc của bác. Đấy, hôm nay thì anh Sướng với lại là Bình là mở hai một cũng gọi là mở cho riêng bản thân mình là mỗi người là một cái quán salon tóc của bác. Hôm nay thì rất là vui mừng khi mà được anh Sướng với lại bạn Bình là đồng hành cùng. Đấy và thêm là thêm là một niềm vui nữa được là chị Ngọc ở bên Úc là đồng hành cùng cháu Lực nữa các bác. Thank you.
Đấy, ở phía bên ngoài thì hôm nay Bình với lại anh Sướng thì sẽ cắt tóc cho các bạn nhỏ. Này các bạn quay. Không quen nha. Bố đi đâu rồi? Hả? Bố đi đâu rồi? Bạn này có một bộ lông mày rất là ghê này các bạn này. Đấy, còn ở trong này thì là các cô giáo đang chuẩn bị là phát bánh kẹo cho cháu Lực cô bác ạ. Còn phía bên này thì là quà. Hôm nay thì là cháu Lực được sự đồng hành của chị Ngọc ở bên Úc là đồng hành hỗ trợ là 56 phần quà cho các bạn nhỏ này. Con. Chào. Chào. Các ông bà. Các ông bà. Năm nay Uyên được bao nhiêu tuổi? 5. Còn 5 tuổi rồi à? Đấy, còn về cái khoản phần mua bánh kẹo này thì cháu Lực cũng trích cái tiền của chị ra để mà mua. Đấy, bây giờ các cô giáo đang hộ cháu Lực rồi cô. Không biết là bánh kẹo có đủ không cô nhỉ? Chắc đủ. Dạ. Nhưng hôm nay cũng khá là đông bạn, khá là đông, gần chắc là 60 người mà cô. Gần 60 người. 60 người à? Đấy, tại vì là có một số bạn là chưa đi học. Có một số bạn là chưa đi học, thành ra là cháu Lực cũng không có chuẩn bị được. Đấy, hôm nay thì xuống cái điểm trường thì được các cô là hỗ trợ rất là nhiệt tình cô bác ạ. Bạn nhỏ này có cắt tóc không? Hả? Ra đây, chú cắt tóc cho. Đây, ra đây, chú cắt tóc cho. Ra đây. Cho hai bạn này nữa hả cô? Vào. Đấy, phải ngồi. Bạn này, bạn này, bạn thì ở đây đúng không? Bạn cắt tóc không? Cắt tóc không? Có à? Có, bà đi. Rồi, thế ngồi đây nhá, ngồi đây để các chú. Đây, bạn nhỏ này bé hơn, ưu tiên. Đây. Coi có cuộn giấy nào, giấy khô nào không? Cô cháu xin, đây, ngồi bên này. Đấy, ngồi bên này. Đấy, ngồi đây chú cắt tóc. Tóc ai cắt cho đẹp thế. Đây, thưa cô bác, đây này, bạn này là ở nhà là bố mẹ là tự cắt cho đấy. Còn là có một chỏm như thế này thôi. Bây giờ thì cháu Lực sẽ sửa lại. Bây giờ em cần cầm tiền mặt đấy không? Anh mua ít nước cho anh em uống ấy. Đi đâu rồi? Hả? Bố đi đâu? Hả? Bố đi làm rồi à? Này, bé tí là bố đã đi làm hết rồi cô bác ạ. Ôi. Nào. Ngồi im nhá. Nhá, ngồi im nhá. Ngồi im chú cắt thôi. Quỳ xuống. Cắt tóc chứ nhỉ? Xuống một tí. Em muốn là thợ nhá. Hôm nay bạn này có vẻ như là lần đầu tiên của bác ạ, thành ra là nhột à. Bạn đấy là ở nhà chắc là toàn bố mẹ cắt cho à. Trông cứ như quả dứa này. Bây giờ là ủi lại để cho nó không thành bậc thang là được rồi. Nhìn mặt buồn kiếm rồi. Đấy, là cười luôn. Phải điều đấy nhỉ, quay sát. Dạ. Nhượng. Vâng chị ơi. Đấy, chị để đấy, em cảm ơn nhá. Lấy máy bay không? Cháu lấy máy bay à? Bạn nhỏ này thì có vẻ như là cắt tóc xong rất là lì các bác. Lấy cái gì nào? Lấy máy bay. Lấy máy bay à? Thì bye bye. Ra đây. Ra đây chú lâu cho một tí nào. Ra đây. Lấy máy bay nhá. Ra đây, lâu xong lấy máy bay nhá. Ôi. Nước lọc á? Cắt thôi.
Bình thì cắt được độ tầm là chắc là tầm 20 bạn nữa nhỉ? Tầm 30 bạn. Có nghe là được tầm tầm đấy rồi đấy. Đâu được chục người thôi. Chục người à? Thế công cả anh Sướng là được tầm 20 người rồi. Bạn nhỏ thì vừa nãy cho Đức bay flycam các bác. Bây giờ thì rất là thích flycam. Có lấy không? Cái đây, đây, chú cho đây, ra đây, ra đây, ra đây. Bạn này thì nói chung là mạnh dạn lắm bạn này. Đây, lâu lâu lại múc được thêm một. Hả? Lấy cái gì? Máy bay á? À? Máy bay không lấy nữa nhá, để sau chú lấy cho nhá. Nhá. Cái này không lấy được đâu, cái này thì nó đứt tay đấy nhá. Nhá. Được chưa? Mai chú được mua cho máy bay nhá. Ở đây đồ chơi. Dạ, chắc hết chỗ đấy rồi cô ạ. Hết đấy rồi. Bây giờ còn là mỗi quà thôi. Nhưng mà cái này thì một tí là phát quà trước hay là như nào cô? Chắc cứ cho ăn uống nó say không à? Cho ra ngoài đứng xếp hàng nhận quà sau. Vâng, nhỉ? Vâng. Thì cứ cho các cháu ăn đã sau rồi. Không thì cứ chị không thì hay cứ là cho xếp hàng nhận quà trước. Và không thì lấy quà cho phụ huynh, cho phụ huynh cầm về sau. Tại vì là cái quà này thì các cháu không cầm được đâu. Vâng. Để xếp hàng nhận quà trước nhá mình ơi. Vâng vâng, để một tí đã cô. Để bên này thì các con mặc đồng phục nữa các bác ạ. 16 17. Tuấn. Tuấn ơi, cô giáo hỏi mà con cô đấy. Con bảo này, tính năng kia chúng mình giao lưu với các bạn là ăn sáng nên chúng mình phải mạnh dạn lên, nhớ chưa? Còn Khánh nữa. Nhớ chưa? Thầy cô là dạy trước. Hầu như là phía bên này thì là vừa rồi các bạn là cắt xong hết rồi cô bác ạ. Đây bây giờ thì còn chắc là độ tầm là mấy bạn nữa. Đây còn quà thì cháu Lực cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì cái quà này thì tí để là phụ huynh nhận trước thôi. Các cháu thì chỉ có là ăn kẹo thôi cô bác ạ. Nhiều chất lượng một khâu vậy nào. Thưa bác, phụ huynh này thì là bị hình như là bị kiểu thiểu năng trí tuệ của bác là không có được minh mẫn cho lắm đâu. Đi ra ngoài cắt tóc là còn mất tiền, hôm nay cắt tóc là không lấy tiền đấy anh nhá. Đấy. Còn các bạn nhỏ đó các bác học sinh ấy, thì là không có tóc nhiều bằng phụ huynh, phụ huynh thì có tóc nhiều hơn. Không biết là nếu mà các bác kia còn ai muốn cắt thì ra đây cắt nốt. Đây, bay quay thì cảnh không ạ? Mà quay, mà quay đoán đây live stream. Có mạng á? Nhìn qua đây tập về lộ. Đây, thông chú. Hai thằng kia thì cắt thông chú. Cắt thông chú ạ. Mỗi lần đi cắt thì bố mẹ cho tiền à? Đã? À. Mỗi lần đi cắt thì bố mẹ đều cho tiền hết. Cắt nhanh quá Phạm Trang. Anh làm gì cũng nhanh hết. Anh ấy xuống là làm gì anh cũng nhanh. Đấy, thưa các bác, phải nói là khi mà làm một người con ở chính địa phương mà lớn lên quay trở lại để mà làm cái người mà cầu nối thì
cái cảm giác như là rất là vui cô bác ạ. Không biết cái cảm xúc mà diễn tả như thế nào. Và đặc biệt đó thì được là các cô, các bác, các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đồng hành cùng thì rất là tuyệt vời. À, bây giờ thì đến lúc mà các bạn là chuẩn bị nhận quà rồi cô bác. Hôm nay thì có là hai người, thứ nhất là có Bình và thứ hai thì có thêm là anh Sướng nữa. Và thứ ba thì có thêm cả Nghiêm nữa, anh Khương nữa, thêm là một em nữa. Thì đi cùng để mà hỗ trợ cháu Lực, nói chung là rất là nhiều cô bác ạ. Còn về còn anh Sướng với lại Bình thì là cháu Lực cũng giới thiệu qua đấy cô bác, là làm về cái phần thợ, làm trong thợ cắt tóc. Thì ra là cháu Lực, khi mà cháu Lực là nhỏ lời thì cũng được là anh với lại bạn là đồng hành cùng cháu Lực. Là nghe ra hôm nay thì nếu mà nếu không có bận thêm thì sẽ có thêm là một hai người bạn mà làm thợ của cháu Lực nữa, làm thợ cắt tóc nữa để mà đồng hành cùng cháu Lực. Bây giờ thì sẽ để cho các cô là sắp xếp hỏi ý của các cô đã. Phía bên này là điểm trường ở bên Bản Giang hả cô bác? Cô ơi, điểm trường của mình là điểm trường nào cô nhỉ? À, mình đây là Mai Linh Sán. Không, điểm trường của cô ấy. Của cô là Bản Giang. Cô Bản Giang à? Bản Giang cắt đội áo màu xanh. Thế là đội Bản Giang là hôm nay là mấy thanh niên này là chơi màu xanh, xanh lá cây. Vâng. Thế bây giờ thì cô để cho phụ huynh ra để mà nhận quà cùng với lại các bạn nhỏ thôi. Các bạn nhỏ thì không có cầm được. À. Ở đây có một bạn thì khóc quá trời này. Ôi ôi. Mọi người đang chơi rất là vui mà. Ờ. Chúng ta là nhận thân một hay là chung nhau hết cả Mai Linh Sán luôn? Chung nhau đi cô. Ờ, thế thì chung nhau. Cô sẽ bảo các bạn nhỏ đứng ở phía trước và cho phụ huynh là đứng ở đằng sau nhé. Vâng cô. Bạn này thì khóc quá. Cô ơi, cô ơi. Cô ơi, ra bên kia để cho nó gần đi. Xong rồi không phải là cầm quà đi xa ấy. Ra bên kia kìa cô. Đấy, bên kia xong rồi xếp hàng ngang. Hàng ngang ấy cô. Vâng. Thôi, đừng không, ra. Bên đây à? Nhưng mà thế là phải là cầm ra con nhỉ? Vâng, ra đây. Mấy bạn này thì là khóc quá trời của bác ạ. Bế cái thì mới im được. Đây, cháu Lực, bây giờ cháu Lực bỏ ra cái là mẹ bạn ấy khóc thì rất là mong các bác sẽ thông cảm. Đấy, bây giờ thì đến cái khâu mà quan trọng nhất rồi cô bác nhá. Đấy, một thế hệ và một cái tương lai mầm non cho mai sau này cô bác này. Đấy, còn về mấy cái bạn nhỏ này cô bác nhá. Thì một tí thì sẽ để các bạn nhỏ là đi vào trong để mà ăn bánh kẹo. Còn về những cái phần quà này thì sẽ để cho phụ huynh là nhận, là đem đi về nhà. Thì phần quà này thì cũng gọi là rất là thiết thực. Nếu mà sử dụng thì cũng phải độ tầm là được tầm 1 tháng đấy cô. Đứng thẳng hàng đây, thẳng hàng đây, ba hàng. Đấy, xếp hàng ngang, xếp hàng ngang. Xếp hàng ngang. Xếp hàng ngang. Lau nước muối đi chưa? Xếp hàng ngang. Lau nước muối cho sạch ra. Đẹp trai thích ngoài đâu. Đứng thẳng hàng vào đây. Năm sau là phải học thật giỏi nhá. Bạn này thì là bị ông đốt của bác ạ, bị sưng hết mắt rồi này. Học lớp mấy rồi? Lớp 5 tuổi hay là lớp bao nhiêu tuổi? Lớp 5 tuổi. Lớp 5 tuổi à? Đấy, sang năm sau thì lên lớp 1 rồi của bác ạ. Bị ông đốt. Bạn này đã ăn kẹo rồi. Đứng ở đây. Có được quà không? Đứng ở đây. Đứng ở đây. Có được không? Đấy. À. Bạn nào không trả lời tới này, cô giáo cất thêm giấy khen, cô giáo không phát giấy khen cho nữa nha. Bạn nào cũng phải mạnh dạn. Đấy, bạn nào bạn đấy thì cũng đều rất là xinh xắn này cô bác này. Bạn này thì là ở nhà ở đâu? Nhà ở đây hay là nhà ở Bản Giang? Nhà ở kia à? Thế năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. Được 5 tuổi rồi à? Thế thì có biết chào con các bà không? Có. Khoanh tay con chào con các bà. Con chào ông đức bà. Rồi, đấy, rất là ngoan của bác ạ. Có thể là lần đầu xuống thì hình như là các bạn rất là sợ, tại vì là rất sợ người lạ của bác ạ. Đấy, các cô thì bây giờ đang chỉnh đốn hàng hú một chút. Rồi. Cô ơi, bây giờ bảo phụ huynh ra đây cô. Đấy, bây giờ thì phải để cho các cô sẽ giúp đỡ cho Lực là phát quà của bác ạ. Rất là vui mừng và một lần nữa thì xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Nguyệt rất là nhiều. Bây giờ là các
bạn với lại các phụ huynh nghỉ xếp xong hết chưa cô? Đây phụ huynh đây rồi. Không hết rồi. Cho phụ huynh xếp. 56 bạn. 56 bạn. Đường với lại 56 năm đây. Mà. Thoa ra đây thoa. Là thế tương lai về sau. Có một số bạn nhà trẻ là bé quá nó không đi. Rồi. Thì thôi thì là phụ huynh nhận hộ luôn, phụ huynh đi hết. Ừ. Còn nhà trẻ nó một số là bé quá nên là phụ huynh bảo thôi. Bạn nào mà đây. Bé quá đi xế. Đây. Nhà đây thì tí cho mẹ nhận hộ luôn. Nào các bạn đứng ở đây nè. Đấy. Ôi giời, dép của bạn Linh đi đâu rồi? À bạn đây, mấy bạn này đứng ở đây. Bây giờ thì gọi là 56 rồi. Về đây. Có một số. Đứng ở đây nha. Đứng ở đây để nhận quà nhớ chưa? Mai. Đi đâu à? Khang về đây. Đấy, rất là ngoan. Đấy, đứng để tí lấy bánh kẹo đi về nhá. Đấy. Trung đứng ở đây nhớ chưa Trung? Bé bé. Đây, Khang đứng đây. Nóng các bạn có thích không? Có. À, có à. Để tí nữa các chú phát bánh kẹo mới phải biết xin nhớ chưa? Cho quà mới phải biết xin các chú và cảm ơn các chú nhớ chưa? Vâng. Điểm mà không mặc áo đồng phục về là điểm của cô à cô? Của cô. Một số của bản Giang cũng không mặc. Ôi, thanh niên này à, vừa rồi cũng cắt tóc được quá, cắt quả. Nhưng mà ở nhà là chắc là phụ huynh cắt cho này. Đấy, cho phụ huynh cắt cho này. Bạn này, đứng ở đây con. Đấy. Máy bay á? À, lúc nãy chắc là thấy cái máy quay nó mà máy bay. Bye bye, máy bay nào. Máy bay kìa, trên kìa. Thấy chưa? Thấy máy bay chưa? Thích không? Chúng mình thích không? À. Đấy, đứng vào đây đi con. Khang đứng ở đây đứng. Cô ơi, bạn này có phải điểm Của cô không? Bạn này bị khuyết tật. Bạn này à? Có chế độ đấy. Có chế độ à? Ừ. Nhưng mà bố mẹ thì ở nhà hay là đi làm? Bố mẹ đi công ty hết rồi. Bố mẹ đi công ty hết rồi. Giờ ở với bà. Thấy là đôi nhưng mà tai à tai này chắc là lúc sinh ra là bị rồi cô. Đấy bị bẩm sinh đây. Nên bà là cháu thiệt thòi lắm. Nghe nói phải nói thật to vào cháu mới nghe thấy. Con nói nhỏ cháu không nghe thấy đâu. Bạn này thì có vẻ như là bị cô Hồng vừa nói cô bác là bị khuyết tật là bị bẩm sinh rồi. Đôi tai của em thì có vẻ như là còn mới một chút là cái lối nhỏ li ti mà đi vào thôi. Rất là tội cho bé này. Năm nay được bao nhiêu tuổi hả cô? Cháu năm mới là cháu lên 5 tuổi. Mới được 5 tuổi à? Ừ, năm sau mới lên 5 tuổi. Nhưng mà về phần trí óc thì vẫn phát triển tốt. Bình thường. Bình thường à? Mỗi lớp tai thôi đúng không? Mỗi tai thôi. Đấy còn nói thì là kiểu là cháu không nghe được mấy nên là nói cháu không nói được nhiều. Rất là tội của bác ạ, bạn nhỏ này đấy. Thế thì bây giờ không biết là cô mẩy xong chưa cô mẩy nhỉ? Cô mẩy ở trên kia chắc là xong rồi. Không à, một tí để các cháu đứng lâu quá thì cho nắng ấy thôi. Đây. Thì sao ấy? Lên cô nhỉ? Còn lấy cho các cháu nhận quà. Phát quà đây cô nhỉ? Cùng nhau, phát luôn à? Đủ hết chưa nhỉ? Đủ rồi. Đấy, hôm nay thì những cái phần quà của cháu thì cháu cũng đã thông qua với lại các cô rồi. Thì có một chị là chị Ngọc ở bên Úc. Thì chị có gửi phần quà là giúp cho các bạn nhỏ để mà khi mà kết thúc cái năm học đấy. Thì cháu nhận rất là lâu rồi thì hôm nay rất là vui mừng khi mà được các cô là đồng hành cùng cháu để mà giúp đỡ rất là nhiều cô bác. Thì cũng thay mặt các cháu ở điểm trường Mã Lý Sán và bản Giang thì cảm ơn thứ nhất là chị Ngọc ạ. Vâng, chị Ngọc. Đấy, chị Ngọc đã rất là quan tâm đến các cháu, đã hỗ trợ cho các cháu những cái suất quà rất là ý nghĩa. Vì đối với trẻ vùng cao là nhận được cái quà này nó rất là thích. Đấy, và phụ huynh cũng vậy. Và cũng thay mặt điểm trường ấy cảm ơn cháu. Bản thân cháu là người đã liên hệ được với chị ấy để có những cái suất quà như vậy. Rất là cảm ơn chị Ngọc với cháu nhé. Dạ vâng, cháu chúc sức khỏe cô nhé. Cảm ơn cháu. Chúc sức khỏe cô. Cảm ơn cháu nhé. Cảm ơn cả đoàn nhé. Thế bây giờ thì các cô hỗ trợ với lại mấy anh em để mà phát quà với cô nhé. Đấy để nhờ mấy thanh niên ấy. Anh Khương ơi, Bình ơi. Xong chưa bạn? Nóng quá phải không? Gạo này thì sẽ gồm là 5 cân thôi cô ạ. Đấy, thế. Chú gửi thì quà cho mẹ cầm nhá. Nha. Đây cho cháu gửi này. Cho một thùng tôm nữa. Cô ạ, một người là hay là mì tôm cho các con ôm nhỉ? Dạ. Hay mì tôm cho các con ôm. Mì tôm cho các bạn nhỏ á, cô. Nhưng mà đây. Vâng, cho phụ huynh thôi nhưng mấy cái nào tí nữa đứng ở trong. Những phụ nào phụ huynh nào hai người thì tí nữa lấy xong một suất nữa. Đấy. Còn bây giờ thì sẽ không bê được hết này. Đây luôn đi. Nhanh ơi.
Đấy. Đây nhá, cho các mẹ xem cho chúng mình nhớ chưa? Đây là quà của chúng mình. Vừa giúp được cho gia đình, và thứ hai thì vừa giúp được cho các cháu các bác. Hầu như là những món ăn tôm này thì... Ui, chị lại không có, chị không phải phụ huynh ạ, không được. Đây, đây của điểm trường thôi. Vâng. Thế thì chị lại chuyển sang bên kia cho bạn kia. Phát cái lại không thừa. Mời tủ. Mời cho tủ lơ. Mời cho tủ lơ. Không đây đấy. Đến này là phụ huynh Nguyệt, ông Thanh ấy. Nhà ông Thanh à? Còn chị thì lại chị nó công bởi vì là ấy các cháu nhỏ thì chỉ có xem phụ huynh Nhật Quảng các bác, nhưng mà một tí thì sẽ được ăn bánh ở trong này các bác nhá. Kiên mình có không nhỉ? Mời cho chị Nguyệt là mông non có không? Đấy, đây của phụ huynh bọn đây đấy. Đấy, các con là không thể bê được nên là phụ huynh sẽ bê hộ. Cô ơi, cô đi hộ cho cháu cơm cho con. Okay. Này. Bà bài cô giáo đấy. Đấy, cảm ơn cháu Lực này, cháu Lực là người đã. Cháu Lực là người liên hệ đấy, đấy. Đấy. Bạn nhỏ này thì giờ cũng to lên một hồi rồi các bác. Đấy, các bạn người khóc. Đây là có một nhà là có hai cháu không vậy? Tí nữa lấy xong. Một cháu là 5 tuổi thì coi như là hai phòng. Vâng, được rồi. Là tuổi trẻ con này cho nó vào. Nhờ. Cô ơi, chắc là cho các bạn nhỏ này, cô cho các bạn nhỏ này. Cho nó vào phòng kia nhỉ? Nắng không nắng quá. Các cháu ơi, chúng mình di chuyển vào đây nè. Xong rồi, hộ cô xem ấy nhá, để cho cô cho sinh vào đây đã. Phát cho phụ huynh. Nào đi vào đây nào. Nếu phát tiền của Diễm thì trừ luôn nhé, mỗi người 100.000 mới đủ. Diễm cái gì? Lúc đấy là thu 50.000 là không đủ. À, phụ huynh thì cũng phát luôn. Thế nhà Diễm này cháu để nhá, sẵn có nhà ấy, thế nó không đủ suất đây. Đây cô ơi, cô cứ đi đây, chắc là đằng sau. Tôi đi nào vào đây chứ. Đấy, nó mệt cảm. Piro. Đấy. Nào đấy. Nặng cho cứ đặt xuống đây. Đấy, cũng gần gần xong rồi các bác ạ. Tầm độ là thêm máy suất nữa thôi. Lấy cái quà đấy nhá. Nhà hai người thì hai túm luôn đi xong rồi. Gạo đâu? Đấy, còn một tí nữa là đấy là một số cháu với lại một số phụ huynh là không có về được, sẽ gửi lại cho các cô để mà cho các cô đem đi này trên điểm trường không là của Diễm này. Của Diễm đúng rồi. Bố ấy nhận hộ luôn nhá. Đây. Còn hai người nữa thôi. Có nhà là hai người ấy. Có nhà có hai trẻ thì bây giờ mình xem nhà nào là hai trẻ là mình cho nhà đấy. Xong rồi xem nhà nào hai trẻ thì chia cho nhà đấy. Nhà Thơm Yến này được 2 suất. Đây, 1 suất nữa. Mì tôm 1 cái nữa sẵn. 2 suất thì chỗ nào 2 suất thì các cô đây. Đi xem. Đây, chỗ nào. Đấy, cho nó dễ. Bây giờ thì chỗ nào 2 suất thì các cô biết được. Chỗ nào 2 suất thì cô bảo cô nhá. Rồi, chỗ nào 2 suất để cô đi chia cho. Nhà Hải này. Nhà Thơm này. Nhà Kiên ai lấy hộ nhỉ? Đấy rồi. Anh lấy rồi cái gì? Nhà Kiên ai lấy hộ ấy nhỉ? Nhà Diệp ấy. Nhà Diệp bà đâu nhỉ? Có nhà ai hai người nữa nhỉ? Lớp mình. Nhà Hồng Trúc. À, nhà Diệp Diệp ba ơi. Hồng Trúc hai người. Ba của Diệp ba lấy quà chưa? Nhà Thoa hai người. Đấy, nhà Thoa hai người. Đủ chưa? Nhà Thoa đủ rồi đúng không? Còn còn nhà ai nữa nhỉ? Con nhà xong rồi anh Khương ơi, ông anh chưa được rồi. Nhà ai nữa nhỉ? Nhà Diệp lấy rồi. Nhà Diệp Tâm ai lấy cho Tâm đấy? Cứ để mất chủ đúng rồi em ơi.
Đấy, vừa rồi thì các cô cũng đã chia hết cùng với lại cháu Lực, chia hết những cái phần quà dành tặng tới cho các cháu nhỏ rồi. Còn các cháu nhỏ thì đang ở bên trong là đang chuẩn bị là các cô sắp xếp ở bên này đó, rồi thì mới vào đây để mà chia quà các bác nhé. Sẽ để cho tất cả các bạn nhỏ là dành tặng một bài hát tới cho tất cả các cô bác anh chị ở trên kênh, và đặc biệt là dành tặng tới cho chị Ngọc ở bên Úc. Giỏi quá nhờ. Rất là giỏi các bạn, rất là ngoan, được các cô rèn luyện đúng là một cái tương lai về sau này, một cái thế hệ sẽ giúp. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.